Dạ, mình chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay Pháp Thái tiếp tục đến huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của anh Thuận ha. Có một số trang sen Nhật, một số thái đỏ muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị nha. Dòng sen Nhật này thì cái form tàn này hàng rất là hiếm nha quý anh chị, rất ít thị trường ha. Hôm nay săn được lô này về giao lưu cho quý cô chú anh chị em mình ha. Hôm nay hoa rực rỡ luôn. Rồi, chào anh Thuận. Rồi, em chào anh Thái ha. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị, mình đang xem kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay trở ra nhà vườn em thì cũng có một số mặt hàng ha. Trang sen với lại như thái đỏ ha, rồi cam ha. Muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Lời nói đầu tiên thì cho nhà vườn nhà kênh Pháp Thái ha, gửi lời chào lời chúc quý cô chú anh chị mình một ngày mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc, làm ăn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc ha. Địa chỉ em thì Tân Long và Thành Mai Dung Đồng Tháp ha. Số điện thoại em là 0899486958, đó cũng là số lô của em luôn quý cô chú anh chị. Hôm nay những mặt hàng này em quay là ở ngoài vườn còn số lượng ha. Ví dụ như quý cô chú anh chị nào muốn chốt về bán lại ha, mà không có thời gian thường thì ở đây chuyển khoản em 50% em vẫn thường cho quý cô chú anh chị mình trong vòng tháng luôn ha. Rồi, đầu tiên xin vô cây số 1 ha, là cây vàng cam, vàng cam ha. Rồi, chiều cao nó là 1m25 ha, tán ngang thì 90, một cốt không nghe quý cô chú anh chị, anh em là hàng một cốt không ha. Ở đây là 13 hoành ha. Rồi, cây số 1 này em xin lưu giá 500 ngàn ha. Bên em này nó bao gồm cũng xếp cho quý cô chú đi ha, bao sống cho quý cô chú đi mình trong vòng tháng luôn ha, kể từ nhà nhận cây luôn ha. Tiếp theo là cây số 2, vẫn là trang cam luôn ha. Rồi, chiều cao mình 1m25 ha, tán ngang mình 90 luôn, thoát thân được tắt nha quý cô chú chị, già nứt cho me cho nè. Hoành đây là 15 ha. Rồi, mã số 2 này em xin lưu giá 500 ngàn luôn ha. Giá anh em nó bao gồm cứ phải xếp cho quý cô chú anh chị mình ha. Rồi, tiếp theo cây số 3 là một cây thái đỏ nghe quý cô chú anh chị. Tàn VIP quý anh chị. Quá trời VIP à, tàn quá đẹp. Còn xe. Rồi, chiều cao mình 90 ha, tán ngang mình 95. Sệt búp chân quý anh chị em. Thoát thân 5 cm ha. Rồi, hoành cái vị trí là 17 nghe quý cô chú anh chị ha. Góc nở à. Góc nở bằng kỳ. Rồi, mã số 3 này em xin lưu cho 400 ngàn luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 4 luôn, vẫn là cái đỏ luôn ha. Cái lô này hôm nay tàn dữ lắm nha quý cô chú anh chị. Thùng hoa kiển mình thì tiền nào của nấy ha. Cái này tàn nón quý anh chị. Quả hòa luôn. Rồi, chiều cao mình 1m02 ha, tán ngang mình 85, một cốt thoát thân 5 cm ha. Lô này già mấy năm trời. Hoành là 13,5 tính 13 ha. Rồi, mã số 4 này em xin lưu giá 450 ngàn luôn ha. Tiếp theo mã số 5. Cái lô này phải nó là quá trời đẹp, hoàn toàn dày đặc ha. Lá sành mứt của anh chị em. Lô này phải nó là nuôi lâu lắm mới được vậy nè. Rồi, chiều cao mình 1m1 ha, tán ngang mình 85, một cốt thoát thân 5 cm ha. Hoành thì già cống hết trơn à. Hoành đây là 15 hoành ha. Rồi, mã số 5 này em xin lưu cho 450 ngàn luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 6. Ó trời, cái lô được phân tạng nó dày nha quý cô chú anh chị, dày đặc ha. Trời, cũng đá không vô ha. Mã số 6. Quý anh chị em thấy phơm tàn rất là mịn. Rồi, chiều cao mình 1m04 ha, tán ngang 85, hốt thân cũng 5-7 cm ha. Còn là 13 ha. Rồi, mã số 6 này em xin lưu với 450 ngàn luôn ha. Cây này rất là đẹp anh chị. Nói chung hoa kiển này là tiền nào của nấy nha quý cô chú anh chị. Cây đẹp thì giá tiền nó cao ha, còn cây xấu giá tiền nó mềm ha. Quá trời phân tàn rồi. Tàn nón. Rồi, chiều cao mình 85, tán ngang mình 92. Hoành lớn. Hoành này 15 hoành ha. Rồi, mã số 7 này em xin lưu với 450 ngàn luôn ha. Bên em thì đã bao gồm cước phí ship cho quý cô chú chị mình luôn nha. Rồi, tiếp theo mã số 8 ha. Tàn tròn với anh chị. Chiều cao mình 82, tán ngang mình 85, một cốt này thoát thân tắt rưỡi ha. Hoành đây là 14 nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 8 này em xin lưu với 400 ngàn luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 9 ha. Tàn siêu mịn luôn ha. Quá mịn, đầy đặc luôn. Còn xe luôn anh chị. Rồi, chiều cao mình 89 ha,
tán ngang hồi 95. Thoát thân tất đổ lại nha quý cô chú anh chị. Cũ nó cái đế nở ha, 17 hoành ha. Rồi mã số 9 em xin lưu với 450.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 10. Vẫn là thái đỏ luôn ha. Hàng này em qua vườn em còn số lượng nha quý cô chú anh chị. Rồi chiều cao mình 95. Tán ngang mình 90 ha. Dòng này nó full rồi là không thấy cái lá không anh chị. Hoành eo là 14 rưỡi ha, tính con 14 ha. Rồi mã số 10 em xin lưu với 450.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 11 ha. Vẫn là thái đỏ luôn ha. Cây rất là thoáng này. Quá đẹp. Rồi chiều cao mình 90. Tán ngang mình 90 luôn. Rồi thoát thân tất ha. Chỗ này hoành lớn và hoành 16 ha, tính 15 thôi. Rồi mã số 11 em xin giao lưu 450.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 12. Rồi cây okay, này nó tròn như trái banh luôn à. Chiều cao mình 90. Tán ngang mình 95 ha. Thoát thân 5-7 cm nha quý cô chú anh chị. Hoành đây là 14 ha. Rồi mã số 12 này em xin lưu với 450.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 13 ha. Về lô trang sang Nhật VIP nha quý cô chú anh chị. Hàng này nói chung là trên thị trường hầu như là nó hiếm nha quý cô chú anh chị. Lấy cái chậu ra được anh. Nó không có nhiều ha. Không sao rồi để chậu thì để lật lấy nó lật. Không ngã đâu. Tàn phải nói siêu mịn luôn. Rồi chiều cao mình 1m35 ha. Tán ngang mình là 1m18 ha. Thoát thân thì cái này hiện tất đi ha. Cây rất là già quý anh chị. Hoành khủng nha, hoành cái cây 5 năm tuổi nha quý cô chú anh chị. Rồi hoành đây là 17 ha. Hàng này hiếm trên thị trường, không có nhiều nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu 900.000 ha. Đó này bên em đã bao gồm cước phí ship cho quý cô chú anh chị ha. Hàng này nặng nha quý cô chú anh chị. Quý anh chị mình thấy trang sen Nhật thường nóng bụi ha. Nhưng mà bưng không nổi. Lô một cốt này rất là lâu nha. Lô một cốt này là 5 năm rồi mới được vậy nha. Một cốt mà lại lớn nữa ha. Này mình mới cun lại. Rồi chiều cao 1m25 ha. Tán ngang mình 1m20. Thoát thân này tắt rưỡi ha. Hoành là khủng khiếp nè. Hoành là 17 ha. Rồi mã số 14 này em xin giao lưu giá 800.000 luôn ha. Cây này nặng nha quý cô chú anh chị, cây này xếp tầm mấy trăm ngàn ha. Rồi. Tiếp theo số 15. Cây tàn thông quý anh chị, tàn thông lỡ ha. Đó. Trực thẳng ha. Rồi chiều cao 1m37 ha, tính 1m35 ha. Tán ngang thì 1m05. Thoát thân cây này thoáng ha. Thoát thân được 20 ha, 22 ha. Hoành là 17 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 15 này em xin lưu giá 800.000 luôn ha. Giá bên em đã bao gồm cũng phải ship cho quý cô chú anh chị mình ha. Phải nói cái form tàn nó rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo mã số 10. Mấy là Linh? 16 ha. Rồi chiều cao 1m24 ha. Tán ngang mình 1m05. Đặc biệt cái dòng này nó chỉ có một màu này quý anh chị. Thoát thân đỏ. Thoát thân tắt rưỡi ha. Mình đem nó vị trí là 15 ha. Rồi mã số 16 này em xin lưu giá 800.000 luôn ha. Cây này phí ship nặng nha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 17 ha. Cái lô này phải nói là con tàn khó kiếm nha quý cô chú anh chị, hiếm lắm ha. Nuôi 5 năm tuổi mới được vậy nè ha. Như chơi banh ha. Chúng lô sang Nhật này mình đi kiếm một cốt mà tàn về được là hơi bị hiếm rồi. Rồi chiều cao 1m19 ha. Tán ngang 1m13. Rồi thoát thân thoáng ha, thoát thân được tắc 7 ha. Lô này cây hoành bự bự không. Hoành đây là 17 ha, vị trí là 17 ha. Rồi mã số 17 nè em xin lưu với 800.000 luôn ha. Mã số 17 hoành 17 luôn ha. Hoành 17 luôn. Số đẹp luôn. Rồi tiếp theo mã số 18.
Cây vô chậu bự nhìn đã dữ lắm đã. Rồi chiều cao 1m28. Tán ngang mình 1m14. Rồi thoát thân 2 tấc ha. Đồ này đặc biệt lô này hoành lớn không. Hoành đây 16 ha. Rồi mã số 18 này em xin giao luôn cho 800 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 19. Quá trời cái lô này cái tổng tạ vàng nó đẹp. Mã số 19. Chiều cao mình 1m27. Tán ngang 1m17 ha. Thoát thân được 20 luôn ha. Hoành là 16, 15 ha. Rồi, mã số 19 em xin giao lưu với 800 ngàn luôn ha. Tiếp theo là mã số 20. Lô phải là phong tàn rất đều, rất đều như nhau nha quý cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 20 ha. Phong tàn tròn. Rồi, chiều cao 1m28 ha. Tán ngang 1m15. Thoát thân mình 2 tấc luôn ha. Hoành đây là 15 ha. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu với 800 ngàn luôn ạ. Màu rất là sáng anh chị. Tiếp theo mã số 21. Dòng này đột biến lên đỏ kép á. Hai cái lớp nó bông tới hai lớp cánh nó đẹp. Vậy giống như cái hoa sen vậy đó. Chị chưa. Bự quá để trậu không đọt. Rồi. Phun bông rồi nè. Rồi chiều cao 1m35. Tán ngang mình 1m15. Thoát thân được 2 tấc ha. Hoành là 14 ha. Rồi mã số 21 em xin lưu giá 800 ngàn luôn ạ. Quá trời có hoàn toàn rồi. Tiếp theo mã số 22. Đây nào quái hoàn toàn mét mấy không. 22. Rồi dính luôn, dính để nó ngã. Dính đứng lên, dính đứng đi. Dính như là ở đứng, dính cho đứng nè. Rồi chiều cao 1m26. Tán ngang 1m10. 1m09 ha. Thoát thân 2 tấc nha. Rồi hoành đây là 13 ha. Mấy rồi. Rồi mã số 22 này em xin lưu với 800 ngàn luôn ha. Con tàn quá khủng nha. Một cốt thoát thân rất là sạch với anh chị em. Đồng giá cho quý cô chú anh chị mình dễ chọn lựa ha. Cây này hôm nay là cái lô này rất đẹp nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng hiếm trên thị trường ha. Để theo mã số 23. Rồi chiều cao 1m19 nha. Tán ngang 1m08. Thoát thân 2 tấc ha. Hoành là 15. Rồi mã số 23 này em xin giao lưu với 800 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 24 ha. Rồi con đi con đi. Rồi chiều cao 1m27. Tán ngang 1m13. Thoát thân là 2 tấc đi ha. Hoành là 17 ha. Rồi mã số 24 này em xin giao lưu 800 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 25 là hàng thường chậu nha quý cô chú anh chị. Hồng phấn lá trung ha. Hàng thường chậu ha. Đó. Dòng này siêu bông quá anh chị. Hồng phấn siêu bông làm tàn lại ha. Mới có 1-2 bông. Rồi chiều cao mình 93. Tán ngang mình 75. Rồi thoát thân được 30 ha. Hoành là 8 ha. Rồi mã số 25 này em xin giao lưu 250 ngàn luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 26 ha. Vẫn là hồng phấn nói chung siêu bông ha. Chiều cao mình 85. Tán ngang mình 80. Rồi, thoát thân được 30 ha. Hoành là 8, là 9 ha. Rồi mã số 26 em xin giao lưu 250 ngàn luôn ha.
Tiếp theo ở số 27 vẫn là hồng phấn lá chung ha. Rồi chiều cao mình 83, tán ngang mình 85, thoát thân được 2 tấc ha. Hoành là 9 nha. Rồi mã số 27 em sẽ như 250.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 28 ha. Một cây tím sen lá nhỏ nha quý cô chú chị, hàng thường chậu ha. Hàng này về quý cô chú chị mình thay chậu rồi chơi thôi ha. Rồi chiều cao mình 85, tán ngang mình 75, tàn nón với anh chị em, thoát thân tấc đi ha. Hoành là 12. Rồi mã số 28 em xin lưu giá 250.000 luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 29 ha, là cây đỏ lá trùng nha quý cô chú chị, đỏ ta ha, đỏ lá trùng ha, cũng là cây cuối clip bên em luôn ha. Mã số 29. Rồi chiều cao mình 99 ha, tán ngang mình 85, thoát thân chắc gửi đi ha, thân hơi lắc nhẹ nha, hoành là 13 ha. Rồi mã số 29 này em xin lưu cho 300.000 luôn ha. Rồi cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình thời gian qua đã thương tình tin tưởng ủng hộ nhà vườn ha. Mến chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại clip sau ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em mình rất là nhiều ha.